Chào mừng tới KFC Biên Hòa, bên em có sốt nấm, sốt đậu, sốt cứt. Sốt cứt là best seller bên em, nó vừa hết rồi anh sao? Con mẹ em mới sốt cứt, món gì tao ăn đây, mất hết. You are sorry. Give us a signal. Để coi cách mày phát âm từ này sao. Give us a signal. Đấy, khẳng không ạ. We heard you, nó nghe tao rồi, là tao nói đúng. Trời ơi, có bộ nhận diện mấy đứa phát âm kém. Mẹ quả tính năng điên quá. Ê, sang cái dáng không Văn Hòa mày. Nhìn nó ngu quá. Cầm đồ nút gì nhỉ? Nhà mày đang gặp khó khăn ở sao? Sao biết? Cái gì? Bây giờ mấy người kia đi rồi, anh em vụ trộm bút bùi ký được. Vâng, chúng mày làm gì đây? Ê, Phan Hoàng ơi. Gì? Bây giờ nếu mày gặp thằng Bảo Hoàng ngoài đời ngay bây giờ, mày sẽ làm gì? Nhưng mà lòng ơi, mày đi rồi, mày đang vụ trộm. Phải thủ tục kiểm tra trên ở sân bay. Ê, sân bay lẹ. Từ từ, tóc tao đang che vào mắt tao không nhìn thấy cái đéo gì hết. Đấy, mày thấy vấn đề của đẹp trai chưa? Khổ quá. Nó chỉnh tóc kiểu gì mày? Cái tay cầm của tao nó sẽ lủng lẳng ở bên dưới, mày hiểu không? Tao đeo tay cầm vào tay. À, sao rồi? Đây mày là tao kia đắn rồi. Đây, đây, đây. Đó, đây phải ăn nhảy mà. Nhảy nó hơn gì? Ít bản. Mày. Quýnh chuẩn. Cùng mẹ mày. Tao đéo dừng lại được. Mày đi vãi mẹ. Mày đánh cái mày đi mẹ. Nó bay ra mẹ. Xuân Bắc. Tao có máy quay với đèn pin à, cầm thêm cái gì nữa bây giờ? Cầm bụi tao ấy. Mày cầm hai cái đèn pin vô Xuân Bắc. Bỏ rồi. Mày tên là Jennifer Brown đúng không? Ê, nó ở trong lều á, nó đéo ở trong nhà á. Vãi lều. Mày đang đo gì Long ơi? Nhiệt độ này. Mẹ mà nóng bỏng quá. Tức là sao mày không có ma mẹ? Hoàng ơi, mày sao mày đi một mình thế? Mày có nghe thằng Phan Hoàng nói gì không? Ôi, tao không nghe Phan Hoàng nói gì kìa. Nói gì đấy? Bạn đi nói này, bạn bị câm à? Phan Hoàng đéo nói gì hết mày ơi. Ê, Phan Hoàng nó bị câm thật luôn à? Nghe. Phan Hoàng tao cua em họ mày nhá. Còn khu nào chưa đi không? Có một cái khu nhà gỗ ở cuối trại nhưng mà chưa qua đấy gì cả. Cái gì vậy? Cầm cái tay chú em con cú anh đi mà Hoàng ơi. Mẹ sao mày ở đây? Về luôn này. Gì vậy? Nó kẹt sổ. Đấy mà sao đấy vào game không nghe được? Mẹ nó rơi chéo tay mẹ. Ui cười. Phải accept cái điều khoản sử dụng game này. Mày có đọc không? Tao đọc xong rồi. Vâng, mày đi. Nó có cái phần nó bảo là đã chơi game này thì phải lấy cu ra 7-3 lần. Tâm linh đéo đùa được không? Tâm linh đéo đùa được. Trước khi đi vào nhà nào bị ma ám mày vẩy cu 3 lần. À. Đợi tí tao đeo VR vậy đó. Mày đeo VR thì mày chắn xe thằng yếu ra. Không, tao quên rồi. Nhân viên mới vào hay sao chúng mày? Ghi nhớ này, bị ma đuổi, cầm mẹ mồm vào và đừng nói gì mà đi tìm chỗ trốn, thế nhá. Con ma này tên là Linda Trắng. Trước tiên mình phải tìm được cái phòng của nó là phòng nào bằng EMF hoặc là máy đo nhiệt độ. Khi nào tìm được phòng con ma rồi thì mình mới bắt đầu săn ma. Thì săn ma chúng ta có objective từ 1 đến 4 ở đây. Cho con ma đi qua muối, chụp được ảnh con ma. Đấy. Sao ấy? Lên the white. Không, đừng đọc tên nó, đừng gọi tên nó. Đừng gọi tên nó. Mày chỉ cần bảo Hiver sai, mày đâu cần bảo Linda White. Lần sau tao sẽ không gọi tên nó nữa, cảm ơn. Ê, chúng mày ngồi cạnh đốm lửa kể chuyện ma. Ngày xưa trong rừng có một con hổ. Khi ê, mẹ cái gì đấy? Con đô bảo. Tao đang kể chuyện ma giật mình đấy. Tao xin lỗi. Thôi indie boy. Ra khu nhà cuối hồ kia đi. Ở đây còn chìa khóa hả mày? Chìa khóa luôn luôn giấu ở dưới thảm. Con ma chắc là ở quanh khu này, tao không biết nữa. Ao xe rút lá đầu tiên. Tao không biết rút rồi, bình tĩnh, đứng chắn màn hình tao. Cứu tao với. À, mày đừng nhìn tao vậy được không? Tao ngại lắm. Vũ San tốt thật đấy. Cảm ơn vì lời khen. Ô. Ê, mày ơi. Có ma kìa, nó vừa đứng ở đây. Ok anh em mình về xe lấy thêm đồ đi. Thằng mang muối đi. Mang cả thánh giá đi. Ừ, mang thánh giá đi hợp lý ấy. Cái thằng nào vừa đóng cửa à? Con ma đi săn mày. Mày tao sai lắm, tao không thể chết hôm nay được. Gắn cam vào đây mày. Dài tao gắn đi đấy. Gắn đấy. Chú mày ơi. Ok, tao thấy nó rồi. Thằng nào đây? Thằng Hiếu chết con mẹ ơi. Con mẹ nó. Tao đặt máy quay đây nhá, tao đặt máy quay đây. Giờ mít lại. Mày ơi.
Chúng ta chết rồi mới. Alo. Ôi, bạn ơi, tôi đang sau bạn này. Mẹ con này nó vồ nhanh thật đấy. Tiếp sư bảo Hoàng săn được con ma bạn ạ. Tiếp sư. Mà quả bài điên ra em mình đừng sống dậy vậy ạ. Mẹ rút một đống bài cái đó làm gì mẹ. Thế sạch sạch là tiền mày ơi. Ở thì uống nước đã. Sao tao bảo đây là lúc mà mày nên uống 2 cốc thay vì mày mẹ mày uống lúc mày còn 60% phí đồ anh em. Con ma này chạy không nhanh đâu cho nên mày cứ bình tĩnh mà chạy thôi. Thật ra hai thằng kia bình tĩnh là chạy xong mày nó chết củ rồi mày. Đi đâu quay xin nút. Đi đâu quay xin nút. Xin nút, xin nút. Hai thằng kia chạy như con chó mà. Ui, thằng bà Hoàng 50 mét đây. Mày phải tự mình kết thúc cái việc này thôi Phan ạ. Ôi con ma đuổi. Ôi con ma này. Ôi. Ôi. Phan ơi. Ê nó đi vào. Ui ôi ôi thôi xong rồi. Bố mày nhìn cảnh nó Phan Hoàng chạy của lều đó em. Chúng mày phải chơi bằng VR ấy. Thực sự có một con ma nó bò đến chỗ mày ấy, nó kinh quá luôn đấy. Ván này chơi kinh nhất từ trước đến nay. Mang ma về cho mẹ, đừng mang tiền về cho mẹ. Nợ mẹ một bàn cầu cơ. Hello mấy người. Cái gì đây? Nhiệm vụ của mình này. Motion sensor, EMF này. Con ma. Detect a ghost present with a motion sensor. Tao nhặt đèn pin kệ con mẹ mày. Thế tao cầm thêm cái gì bây giờ? Tao cầm EMF, tao cầm spirit box. Spirit box này. Ôi, cầm vậy đi. Mày cuốn à? Trong mày hỏi thăm tao à? Mày quan tâm tao à? Tao ngoài quan tâm mày. Trong này 5 độ à? Cái buông này EMF 3 này. Vậy là lấy thêm đồ chúng mày. Tripod đâu rồi? Đây tao đang cầm đây. Mẹ nó vừa bật vòi nước này. Tao có nên gọi tên không? Chưa gọi. Tao đặt góc máy quay đẹp phải lúc rồi mày. Mày tắt đèn đấy. Tao tắt. Thì mẹ đèn đi. Cái này vừa đánh đèn đấy. Công an. Trời ơi. Trời. Ôi trời ơi. Ôi là trời. Ôi là trời. Ôi. Cái này nếu mà mày đốt hết tất cả nến thì con ma bắt đầu xuất hiện, nó đi săn mày luôn. Về lấy bắt lửa đi, xong anh em mình làm tí mạo hiểm rồi. Có một cái nhiệm vụ là phải chụp ảnh, thế thì thằng nào đốt xong rồi một thằng đứng ngoài chụp luôn. Không, tao chạy, tao đỡ chụp. Tao chạy, ngu l**, tao đứng lại. Rồi, tao cầm bật lửa nha. Mày có nhận ra là nếu mày cầm bật lửa thì mày là cái thằng gần con ma nhất lúc mà nó bắt đầu đi săn. Nó vứt luôn rồi mày. Tao cầm máy ảnh nha. Bây giờ nhá, kế hoạch là tao bật cái vòng lên phát cả lũ chạy con mẹ ra khu lều trốn, hiểu chưa? Cực kỳ nhanh vào, tao đốt ông phát là chạy đóng cửa và ông chạy khu lều, hiểu chưa? Tắt đèn, hiểu chưa? Cầm máy ảnh nhá. Chạy, tắt đèn đi, chỉ chạy thôi. Thôi từ lều xong rồi đèo đóng, ê vào đi. Vào chỗ vệ sinh, vệ sinh. Ở đây mình tính đóng cửa cho Phan Hoàng nó bị ma bắt luôn mà. Ê mày ơi, từ đầu giờ tao quên tắt đèn ạ. Thì nếu nó không giết mày. Chưa con ma nhá. Phải luôn mẹ. Con ma này dạng trẻ em. Thế nó thân rồi mẹ. Ui, cậu đào đấy. Chào bảo anh, Bảo anh ơi. Cứu. Nó đuổi. Where are you? Gọi tên nó luôn đi. Dorothy, where are you? Dorothy Robinson. Chắc phải lại bị đuổi mẹ. Nó về phòng vệ sinh rồi phải. Tao đề nghị một cái máy ảnh ở đây chụp tao cái biển nước bẩn này. Nó săn chạy đi. Rằng chết rồi mày ơi. Mày trốn ở đây làm gì? Ở đây có cửa đéo vào. Con này chắc cầu red nhá. Chọn đi ra. Rồi chọn rồi. Chọn ra thắng này, đi về. Tạm biệt anh em nhá. Mẹ, đèn vậy.